Rồi này mình hỏi bạn nữ một tí, tại sao mình chưa có bạn trai? Tại em nghĩ là hồi nhỏ em bị sốt bại liệt á. Tuy là bình thường nó đi đứng thì nó bình thường, nhưng mà nó thẩm mỹ nó không được đẹp cho lắm á. Không, chị thấy bình thường không sao. Em bị sốt nhưng mà dạng cũng nhẹ, với bạn may mắn hơn so với những bạn cũng bị như em. À, chào em. Không sao, rất lạc quan, rất tự tin, bình thường. Anh xin chia sẻ một chút xíu này. Cái đó không may mắn trong cuộc sống, nhưng mà với xu hướng bây giờ anh thấy những người đàn ông đó, họ cũng không quan tâm về điều đó đâu. Quan trọng là cái tấm lòng, quan trọng là mình cái sự chăm sóc và hiểu nhau trong cuộc sống thôi, không muốn lo gì cả. Trước em cũng nghĩ như anh, bởi vậy em mới mở lòng ra yêu hai người. Tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta, em sợ tổn thương, em hỏi người ta có được hay không. Thế là người ta nói được, nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy, bẵng đi thời gian em không tin nữa. Nhưng mà bây giờ thì có chương trình này nè, em thử coi là em có nằm trong cái số may mắn đó không chị. Em cần một người bạn trai như thế nào? Cái yêu thương nhau là chuyện bình thường rồi, cái quan trọng nhất là phải tôn trọng. Rồi em thích bạn trai ăn nhiều quá chị. Giờ anh em ăn mấy tô mà để vô là múc hết tô này tô kia. Bạn gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương, rất là dễ thương mà. Thôi cái đó mình cho qua trong cuộc sống này thì mình không nhìn sao. Lên không ai, mình không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống nhiều người cũng bằng mình lắm. Ha, mình cứ... Em thấy em may mắn lắm chứ. Ừ, có nhiều may mắn là... cuộc sống lắm. Rồi chia sẻ với em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bạn trai. Nghe bạn nữ nói thế thì bạn cảm giác như thế nào? Thì đối với em trong cuộc sống á, có người lành lặn, người không lành lặn, thì nếu mà biết phấn đấu và sống thì tốt. Chỉ đơn giản vậy đúng không? Phấn đấu sống là hết sức quan trọng. Cái quan điểm của mình trong tình yêu là gì hả bạn trai? Thật lòng yêu thương nhau, biết chia sẻ, quan tâm. Đơn giản là như vậy thôi. Đúng rồi, bạn bên đây cũng em cần như... Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, đáng lẽ em đi với em gái em mà đi công tác lên. Còn bạn gái có đi với ai không? Ai dạ, em đi với bạn thân của em. Rồi, bạn em đâu? Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Rồi. Em chơi với Thủy 15 năm rồi. Em không nghĩ là Thủy khiếm khuyết ở cơ thể, bởi vì là ở Thủy có một cái năng lượng sống rất là tự tin, lạc quan. Và Thủy thì đặc biệt rất là chu đáo. Như em thì người vụng về, cho nên đi là Thủy lo cho em từ A tới Á hết luôn. À, vậy. Với lại Thủy quan tâm bạn bè lắm, với lại đảm đang nữa. Thì em nghĩ là đúng là một cái mẫu người mà anh chọn luôn. Thì với lại Uyên thấy anh này dễ thương lắm Thủy ơi. Thấy anh không có ăn mặc không có chỉnh chu á, cho nên em nghĩ anh sẽ không phải là người khó tính lắm. Anh sẽ bỏ qua những cái khiếm khuyết đó của bạn em. Với lại bạn em rất là tự lập, có thể lo được hết mọi chuyện. Dạ, cho nên là em hy vọng là sẽ có đám cưới vào tháng 12. Dạ em cảm ơn. Để chuẩn bị Tết luôn đúng không? Đây, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Kéo màn. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Em chào anh. Đến trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Anh nói trước đi. Thì đối với em mà trong cuộc sống, một người như em á, thì em nghĩ sao? Nói chung em cũng muốn nó tròn như một người phụ nữ, sinh ra, lớn lên, kết yêu đương, kết hôn, có con. Nhưng mà nếu mà mình không được may mắn thì em thấy mình vẫn vui vẻ sống thôi. Tại em lạc quan lắm. Em thấy cũng tội cho anh, tại vì lỡ mà anh không thích em á thì anh lại mất một cơ hội tìm bạn nữ khác tốt hơn. Em thấy tội cho anh chút xíu vậy đó. Không sao em. Còn ở trên đây thì chương trình tạo cơ hội cho mình ra ngoài đời, mình tìm hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Bạn trai cảm nhận bạn nữ thế nào? Thấy cũng được anh. Được thế nào cụ thể? Dễ thương. Rất dễ thương chứ. Dạ. Lại nữa cũng rất là tự tin, thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy người? Hiện tại giờ anh sống với ba mẹ với em gái. Em thích người có hiếu với gia đình anh, có nằm trong cái số mà có hiếu với ba mẹ không? Nói chung cũng có. Theo em thì mình quen nhau á, bao lâu em cưới? Em không có quy định ngày tháng. Cảm giác lúc nào mà mình muốn luôn ở bên nhau thì mình cưới nhau thôi. Cứ yêu đi. Rồi cảm giác thời gian nó tới thì mình thì cưới thôi. Vậy cưới xong rồi em cũng mấy đứa con? Em thích nhiều. Bởi vậy em thích 3-4 gì đó. Tại mỗi lần Tết hay là lễ gì á, nhà em vui, cháu chắc rồi nó đông vui, em thích như vậy á. Có đủ khả năng để chăm sóc, để nuôi vợ con không? Dạ đủ. Tự tin ha.
Rồi, mọi người nói một câu, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Gặp nhau ở đây á, thì chưa biết nhau gì nhiều. Thì anh cũng hy vọng cho cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ, em cũng hy vọng anh cho em cơ hội. Mình không có nói vậy. Mình hy vọng mình cho nhau cơ hội. Dạ. Chứ không có nói em hy vọng anh cho em cơ hội. Cơ hội chúng ta đều ngang nhau. Dạ. Chúng ta cho nhau cơ hội nha. Dạ. Mới đúng nha. Dạ. Nào, hãy để tay nút bấm đi các bạn. Nhiều khi là người ta may mắn mới lấy được bạn, một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Hồi nãy tôi nghe bạn của bạn nói câu là đó, em đi mà bạn ấy lo cho em từ A đến Á là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ sợ khuyết tật trong suy nghĩ thôi các bạn, không sợ điều gì cả. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Quyết định 3 2 1. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy bạn trai vừa điểm một, bạn trai bấm liền luôn. Cho là cơ hội.